ngành bán lẻ đang là một ngành được rất nhiều quý nhà đầu tư quan tâm trong thời gian gần đây. Mặc dù kết quả kinh doanh không quá khả quan, nhưng hứa hẹn sẽ có sự phục hồi tích cực trong thời gian tới. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một mã cổ phiếu đầu ngành bán lẻ trong chương trình Chọn mã cùng KB. Xin kính chào quý vị khán giả, quý nhà đầu tư đang theo dõi chương trình Chọn mã cùng KB của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam. Và ngồi bên cạnh tôi đây đó là bạn Nguyễn Trường Giang, chuyên viên phân tích của Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam. Và với phần nhà hàng vừa rồi thì tôi cũng đang rất tò mò muốn biết rằng doanh nghiệp mà bạn sẽ giới thiệu đến các nhà đầu tư trong chương trình hôm nay là doanh nghiệp nào đây ạ? Kính chào quý nhà đầu tư, trong chương trình Chọn mã ngày hôm nay, tôi muốn gửi tới quý vị một cơ hội đầu tư với một doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam, đó là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động với mã cổ phiếu MWG. Vâng, rõ ràng là Công ty Cổ phần Thế giới Di động thì là một cái doanh nghiệp rất là quen với các nhà đầu tư rồi. Tuy nhiên thì đầu tiên chúng ta cũng nên tổng quan một chút về doanh nghiệp đúng không ạ? Xin mời bạn. Trước hết tôi xin giới thiệu một vài nét tổng quan về doanh nghiệp. MWG thành lập vào năm 2004 và niêm yết lần đầu trên sàn vào năm 2014. Khởi đầu công ty kinh doanh điện thoại di động. Cho đến hiện tại, công ty đang kinh doanh ở các ngành nghề chính như di động, thiết bị công nghệ với thương hiệu Thế giới Di động, điện máy với thương hiệu Điện máy Xanh và bách hóa siêu thị với thương hiệu Bách hóa Xanh. Ngoài ra, công ty còn kinh doanh các mảng khác như dược phẩm và thương hiệu ăn với thương hiệu An Khang, mẹ và bé với thương hiệu Avakit. Trải qua gần 20 năm có mặt trên thị trường, MWG đã đạt mốc doanh thu 5 tỷ đô với mức lợi nhuận đỉnh điểm lên đến gần 5.000 tỷ đồng. Đây cũng là một doanh nghiệp tăng trưởng ưa thích đối với nhiều quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân. Về cơ cấu doanh thu của các mảng kinh doanh hiện tại của MWG, hiện tại chiếm tỷ trọng lớn nhất là Điện máy Xanh chiếm khoảng 50%, Thế giới Di động chiếm khoảng 25% và Bách hóa Xanh chiếm 23%. Còn lại các mảng khác như Avakit và An Khang chiếm không đáng kể, chỉ 2%. Đối với ngành bán lẻ, một số liệu khác cần được quan tâm là số lượng cửa hàng. Ở thời điểm cuối năm 2022, MWG sở hữu 1.190 cửa hàng Thế giới Di động, bao gồm cả Top Zone, 2.284 cửa hàng Điện máy Xanh và 1.728 cửa hàng Bách hóa Xanh. Tính về số lượng cửa hàng, hầu như các mảng kinh doanh chính của MWG họ đều sở hữu số lượng cửa hàng lớn nhất, do đó sẽ có lợi thế với các đối thủ về độ phủ và có thể thương lượng giá với nhà cung cấp. Vậy thì không biết là trong thời gian qua thì kết quả kinh doanh của MWG như thế nào ạ? Trong giai đoạn 2018 và 2022, MWG liên tục tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, vượt qua đại dịch thành công khi đối diện vô vàn khó khăn. Tuy nhiên đến năm quý 1 2023, do sự giảm tốc của nền kinh tế toàn cầu nói chung và trong nước nói riêng, lãi suất tăng cao, nhiều doanh nghiệp đang gặp khó khăn cắt giảm lương và nhân sự, từ đó làm cho sức mua suy giảm nghiêm trọng, đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu của MWG là điện máy và thiết bị di động. Doanh thu giảm đến 26%, lợi nhuận sau thuế giảm đến 99% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu Thế giới Di động và Điện máy Xanh giảm đến 34%. Bách hóa Xanh do kinh doanh các mặt hàng thiết yếu nên doanh thu tăng trưởng 5%. Dạ vâng, vậy thì với những thông tin vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng MWG cũng đã có sự sụt giảm về doanh thu. Tuy nhiên thì về tình hình vĩ mô trong thời gian tới thì có lẽ là nó cũng là một yếu tố tích cực đúng không ạ? Vậy thì đâu sẽ là điểm nhấn của MWG trong thời gian tới ạ? Ok, trong thời gian tới thì tôi nhận thấy có 3 điểm nhấn đầu tư đối với cổ phiếu MWG. Đầu tiên là mảng ICT và CE đã dần hồi phục sau khi trải qua giai đoạn khó khăn nhất. Sau quý 1 kinh doanh khó khăn, kết quả kinh doanh những tháng gần đây đã có dấu hiệu hồi phục về mức cùng kỳ. Dự kiến trong tháng 5, kết quả kinh doanh sẽ hồi phục bằng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, do việc tiên phong đi đầu trong chính sách giảm giá kích cầu, MWG đang hiện quản trị hàng tồn kho rất tốt, đưa hàng tồn kho về mức thấp nhất trong 2 năm trở lại đây, từ đó giảm thiểu rủi ro giảm giá hàng tồn kho do hàng công nghệ là mặt hàng giảm mất giá rất nhanh. Chính sách này cũng giúp MWG có dòng tiền rất mạnh, lượng tiền và đầu tư ngắn hạn của MWG chiếm gần một nửa tài sản ngắn hạn. Lượng tiền mặt lớn này sẽ giúp MWG hồi phục khi thị trường hồi phục. Vậy thì chúng ta đều biết là Bách hóa Xanh là một phần rất là quan trọng của MWG đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh sẽ có đánh giá như thế nào về chuỗi Bách hóa Xanh ạ? Điểm nhấn tiếp theo tôi muốn nhắc đến cũng là một vấn đề rất được quan tâm bởi nhiều nhà đầu tư cổ phiếu MWG, đó là Bách hóa Xanh. Bách hóa Xanh trong thời kỳ tái cấu trúc đang duy trì doanh thu tương đối đều đặn. Ngoại trừ 2 tháng đầu năm vướng dịp Tết, các tháng còn lại đều đang duy trì mức 1,3 tỷ đồng doanh thu trên cửa hàng trên tháng và đang có xu hướng tăng mặc dù cho sức mua suy giảm. Bách hóa Xanh lại không coi các chuỗi cửa hàng khác như Winmart và Coopmart là đối thủ mà họ coi chợ truyền thống là đối thủ trực tiếp của mình. Bách hóa Xanh có rất nhiều lợi thế so với chợ truyền thống. Đầu tiên là vị trí của họ rất tiện lợi, nằm ở những cung đường chính nhiều phương tiện qua lại hàng ngày. Mặt hàng fresh của họ được coi là mặt hàng chủ lực khi có chất lượng tốt hơn chợ truyền thống nhưng với mức giá rất cạnh tranh, ngang bằng thậm chí là thấp hơn.
Các mặt hàng FMCG thì được tối ưu bằng công nghệ. Mặt hàng tuy không quá đa dạng nhưng lại phù hợp với từng khu vực. Tất nhiên là giá thành cũng rất cạnh tranh với các tạp hóa nhỏ lẻ. Ngoài ra, nhân viên tại Bách Hóa Xanh cũng phục vụ rất tận tình đối với giống như tại các chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh. Tuy nhiên, một điểm mà Bách Hóa Xanh chưa làm được so với chợ truyền thống là tạo ra sự thân quen so với người mua. Thì tôi đánh giá trong kịch bản thị trường hồi phục bình thường như kỳ vọng, khả năng mà MWG sẽ sớm đạt điểm hòa vốn với Bách Hóa Xanh trong cuối năm nay hoặc đầu năm sau khi họ đã tìm ra công thức thành công của mình. Điểm nhấn cuối cùng tôi muốn nhắc đến là các yếu tố hỗ trợ. MWG đang kinh doanh trong ngành bán lẻ nên các yếu tố hỗ trợ nền kinh tế và sức cầu sẽ rất được quan tâm. Đầu tiên là áp lực lạm phát đã hạ nhiệt trong những tháng gần đây. Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm lãi suất điều hành lần thứ 3 trong năm 2023. Đây cũng là yếu tố rất tích cực cho nền kinh tế khi mà các doanh nghiệp có thể tiếp cận nguồn tín dụng, đưa vào sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra có một yếu tố kích cầu đáng quan tâm trong thời gian tới, đó là giảm thuế VAT từ 10% xuống 8%, tăng lương cơ bản đến 20%. Vâng, với những yếu tố vừa rồi thì rõ ràng là MWG cũng là một doanh nghiệp mà các nhà đầu tư nên chú tâm trong thời gian tới, đúng không ạ? Vậy thì với những thông tin vừa rồi thì anh sẽ đưa ra dự phóng kết quả kinh doanh như thế nào và mức giá nào là phù hợp cho MWG ạ? Trong năm 2023 thì chúng tôi dự báo doanh thu của MWG đạt hơn 126.000 tỷ đồng, mặc dù giảm 6% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh chính là Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đều tăng trưởng âm do sức mua trong nửa đầu năm và sẽ hồi phục dần trong nửa sau năm 2023. Bách Hóa Xanh thì có sự tăng trưởng nhẹ do ít bị ảnh hưởng bởi sức mua suy giảm. Dự báo lợi nhuận sau thuế chỉ đạt gần 2.500 tỷ, đạt 60% kế hoạch. Cuối cùng, về định giá tôi sử dụng hai phương pháp là chiết khấu dòng tiền và phương pháp so sánh. Quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Tôi đưa ra giá mục tiêu của MWG là 44.500 trên một cổ phiếu. Dạ vâng, rất cảm ơn những thông tin vừa rồi và quý nhà đầu tư thân mến, hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi mang đến trong chương trình Chọn Mã cùng KB ngày hôm nay sẽ giúp ích cho quá trình đầu tư của quý nhà đầu tư. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý nhà đầu tư đã dành thời gian theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.